Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư Forex theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, xin được chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư mới những giá trị mà bản thân tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bản thân mình ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi phải chứng minh cho nhà đầu tư thấy rõ các giá trị thực tiễn trên thị trường bằng chính những giá trị mà tôi ra ngoài trên thị trường giao dịch Forex này phải vận dụng vào trong thực tế trên chính những tài khoản của bản thân mình. Với những giá trị chúng tôi chia sẻ trên thị trường, với những giá trị chúng tôi minh chứng trong suốt thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường để cho nhà đầu tư có thể nhìn nhận thấy rõ các giá trị thực tiễn này. Nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường, tất cả những giá trị mà nhà đầu tư nhìn thấy hoặc nghe thấy phải thấy rõ là thấy rõ giá trị tài khoản giao dịch và thấy rõ những giá trị giao dịch của chính những người đứng ra chia sẻ cho bản thân các bạn. Họ nói được là họ á quân thế giới, họ nói được họ là đẳng cấp thế giới, họ nói rằng họ là gì nhỉ? Nhiều năm kinh nghiệm ở trên thị trường giao dịch Forex này, thì họ phải chứng minh những giá trị thực tiễn này trên thị trường để cho mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và cùng đánh giá được rõ các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Ở trên thị trường giao dịch Forex không có vụ là nói mồm về thành công, không có vụ là thêu dệt bánh vẽ về giá trị lợi nhuận, chỉ có mỗi thước đo duy nhất trên thị trường là tài khoản, thước đo duy nhất trên thị trường là bằng chính những giao dịch live trên thị trường giao dịch Forex này. Mọi nhà đầu tư cần phải yêu cầu thầy phải chứng minh về những giá trị này trong suốt một thời gian, ít nhất là khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, các bạn phải liên tiếp thấy rõ những giá trị này, giao dịch trực tiếp ở trên thị trường từ 3 cho đến 6 tháng ở trên thị trường. Và tôi, khi bất kỳ một ai đó đến học bản thân tôi trên thị trường, tôi đều yêu cầu học viên của bản thân tôi phải dành cho tôi một năm đầu tiên theo dõi những giá trị mà tôi áp dụng vào trong thực tế ở trên thị trường này, để họ có thể nhìn nhận và đánh giá rõ các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng nếu giao dịch được thì đây là thị trường của sử dụng đòn bẩy, mà sử dụng đòn bẩy nhà đầu tư phải có kinh nghiệm và phải có kỹ năng. Điều này không thể nào một sớm một chiều mà nhà đầu tư có được, điều này phải cần cả một quá trình tùy thuộc vào mỗi nhà đầu tư trên thị trường, chứ không phải chúng ta tham gia vào trong thị trường chưa học xong tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học xong có thể kiếm được ra tiền ngay. Tất cả những thằng đó trên thị trường giao dịch Forex này đều là những thằng lừa bịp ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex, chia sẻ và chứng minh thực tiễn cho nhà đầu tư trên thị trường này bằng chính tài khoản của bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex, chia sẻ và chứng minh thực tiễn cho nhà đầu tư trên thị trường này bằng